Xin chào tất cả anh chị các nhà đầu tư. Tôi sẽ tiếp tục trình bày với các anh chị một số các chỉ số kỹ thuật nữa. Và như tôi nói thì cái lượng thời lượng về video nó không được chi tiết và đầy đủ. Thì cái phần này, những cái phần này là mang cái tính giới thiệu và phân tích cho các anh chị những cái điều cơ bản nhất của một cái phân tích kỹ thuật. Và tôi hy vọng rằng khi các anh chị hiểu rằng là cái chỉ số Fibonacci hay là Bollinger Bands vân vân thì nó có ý nghĩa như nào, và sau đó mình sẽ đọc thêm các tài liệu ở trên mạng, đọc thêm các cái tài liệu ở sách giáo khoa cũng như là sách đầu tư về chứng khoán bằng tiếng Việt lẫn là tiếng Anh các anh chị nhé. Vâng, thì bài học hôm nay, video này tôi sẽ nói về một cái đường chỉ báo phân tích kỹ thuật, người ta gọi là đường BB hay là tên đầy đủ của nó là Bollinger Bands, đúng không ạ? Thì đường Bollinger Bands là một cái chỉ số, là một cái công cụ kết hợp giữa đường trung bình động MA, còn gọi là Moving Average trung bình động nhá, MA, đường MA, và độ lệch chuẩn. Đấy, thì Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật có nhiều tác dụng và rất là có giá trị với các nhà đầu tư, với những người mà chuyên mua bán về thị trường chứng khoán Forex và đặc biệt là thị trường Coins mà chúng ta đang học, đúng không ạ? Có 3 thành phần cơ bản trong chỉ báo Bollinger Bands, đó là đường MA20 hay là đường SMA20, là người ta sẽ sử dụng mặc định là chỉ số kỹ thuật của 20 phiên liên tiếp, được chưa? 20 phiên liên tiếp. Thứ hai đấy gọi là giải trên. Thì trong cái đường uống luộn như này thì nó có một cái phần là phần giải trên, thì người ta gọi là upper band, đúng không ạ? Đường giải trên của đường Bollinger Band. Đó, thì đường giải trên là thường có độ lệch chuẩn ở đây là 2 và được tính toán từ dữ liệu cũng là của 20 phiên theo dõi liên tiếp, được chưa ạ? Và có vị trí nằm trên so với đường trung bình, gọi là đường MA hay là đường SMA20 đó. Và một cái giải nữa là giải ở bên dưới, là gọi là lower band. Và giải dưới thì thường cũng có độ lệch chuẩn là 2 và nằm dưới đường trung bình SMA20. Như vậy cái giải Bollinger Band ấy là nó biến động theo giá như thế này. Và bao giờ nó cũng sẽ có 3 đường. Đường ở giữa người ta gọi là đường SMA20, là nó lấy chỉ số của 20 phiên. Và đường nằm bên trên thì người ta gọi là Bollinger Band trên. Và đường ở bên dưới thì người ta gọi là Bollinger Band dưới, up và upper và lower band. Band, đúng không? Band là cái đường, cái giải, đúng không ạ? Thế thì phạm vi hoạt động của cái giải Bollinger Band là như thế nào, đúng không ạ? Thì giữa cái giải trên và giữa cái giải dưới, đấy là phạm vi hoạt động của phần lớn là giá, đúng không ạ? Tức là giá nó sẽ dao động ở trong hai cái đường Bollinger Band này. Đấy, và cái đường Bollinger Band này nó biểu thị cái giá nó biến động ở bên trong, ở trong đó nó tăng hoặc nó giảm thì nó cũng đều, nó giảm thì nó sẽ uốn xuống, nó tăng nó sẽ uốn lên, nhưng mà nó đều nằm trong cái khoảng Bollinger Band đó, đúng không ạ? Vâng, có khi nào mà mức giá nó bị vượt qua cái ngưỡng trên hoặc là nó bị đâm thủng xuống ngưỡng dưới không? Thì xin trả lời là có, nhưng mà cái tỷ lệ, cái tình trạng này nó rất là thấp nhá. Người ta nói là rất là hiếm khi xảy ra cái tình trạng là giá di chuyển ra khỏi đường Bollinger Band, đúng không ạ? Vâng, thì nếu mà nó ra khỏi thì lúc đấy nó sẽ có những cái tín hiệu rất tích cực cho chúng ta để chúng ta có thể quyết định mua hay là bán, đúng không ạ? Thế thì nhìn vào đường Bollinger Band này thì chúng ta có thể làm được gì? Thứ nhất, đường Bollinger Band này cho chúng ta biết tín hiệu mua, được chưa ạ? Nhà đầu tư mua nhiều hoặc là giải lệnh ra mua thành các cái mức khác nhau, đúng không ạ? Khi mà đường giá thấp hơn giải dưới của đường Bollinger Band nhá. Lời khuyên khi mà tín hiệu mua đấy nhá, là nhà đầu tư nên mua khi mà cái đường giá mà nó rớt xuống là thấp hơn so với giải dưới của đường Bollinger Band, đúng không ạ? Giải dưới ở bên dưới đấy. Ok. Còn tín hiệu bán là nhà đầu tư nên bán hoặc bắt đầu ngừng mua, được chưa ạ? Khi mà đường giá đã nằm ngoài cái giải trên của Bollinger Band, được chưa ạ? Đường giá nằm ngoài giải trên, lúc này cho thấy rằng là gì ạ? Giá có xu hướng giảm và lực bán có xu hướng mạnh, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nên bán, bởi vì là
Nếu không thì chúng ta sẽ bị gặp phải vấn đề là giá sẽ giảm trong các phiên tiếp theo, đúng không ạ? Vâng, những cái phạm vi mà nên thận trọng, nên chú ý, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta theo cái phân tích của Bollinger Band thì các nhà đầu tư sẽ nên mua hay nên bán khi mà đường giá đụng vào các cái giải của Bollinger Band nhé. Đụng tức là chạm ấy, chạm vào giải trên hoặc là chạm vào giải dưới, người ta gọi là đường giá đụng vào các giải của Bollinger Band. Đấy, thì các nhà đầu tư sẽ ra quyết định là nên mua hay nên bán, được chưa ạ? Vâng, thế thì nhà đầu tư cũng sẽ nên chờ xem khi mà đường giá di chuyển nằm ngoài trên hoặc là nằm ngoài dưới đường Bollinger Band, đúng không ạ? Khi đó thì chúng ta sẽ thấy là cái sau đó thì cái giá đóng cửa sẽ lại nhảy vào ngay bên trong cái đường Bollinger Band. Đấy, thì đây sẽ là cơ hội mà mua hoặc bán khống. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh là sell, đúng không ạ, hoặc là lệnh buy trong stop loss ở trong các cái sàn. Nó cho phép chúng ta khớp lệnh tự động hoặc là đặt lệnh mua, lệnh bán cho nó phù hợp, và theo cái hình thức người ta gọi là mua bán khống, một trong những cái phương thức kiếm tiền rất là tốt của dân môi giới thị trường chứng khoán. Mua bán khống là như thế nào thì tôi sẽ giải thích sau trong cái video tiếp theo, đúng không ạ? Thông thường thì các cái nhà đầu tư người ta sẽ chỉ là giá lên thì tôi bán và giá xuống thì tôi mua, thì tôi sẽ ăn được một cái chiều như thế. Nhưng mà nếu mà sử dụng lệnh bán khống thì giá xuống bạn vẫn có lời, bạn vẫn mua được, và giá lên bạn vẫn bán được, vẫn có lời. Đấy là cái cách mà người ta sẽ làm dành cho dân gọi là F&B, tức là dân đánh hàng chứng khoán, như dân đánh coin chuyên nghiệp. Thế thì ở đây chúng ta sẽ xem là cái cách mua, cách bán là cái cách mà để giảm bớt thua lỗ khi mà cái đường giá thoát ra khỏi cái đường Bollinger Band trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên cách này thì cũng bỏ qua nhiều cơ hội sinh lời. Tất nhiên mình sẽ phải tuân thủ kỷ luật trong cái đầu tư. Ví dụ như sinh lời cái là phải bán, không tham, đúng không ạ? Thì ta sẽ nói về các cái nguyên tắc đầu tư sau. Đấy. Khi mà chúng ta vượt ngưỡng của cái giải Bollinger Band ấy, thì đây là cái phương pháp mà nó cũng thường là nó hơi trái và cũng có nhiều cái điểm ưu thế hơn so với cái phương pháp mà phạm vi hoạt động của giải Bollinger Band, đúng không ạ? Điều kiện là cần là trước khi vượt ngưỡng thì phải có nhiều phiên củng cố mức giá của ngưỡng, đúng không ạ? Và nếu như là giá đóng cửa nằm ngoài nhá, giá đóng cửa nằm ngoài đường Bollinger Band thì chúng ta phải sử dụng các cái chỉ báo khác. Như tôi đã nói là chúng ta sẽ phải sử dụng các cái chỉ số khác như là đường MACD, đúng không ạ, Fibonacci, hoặc là những cái phân tích về nến, vân vân, đúng không ạ? Lúc này thì cái phân tích về Bollinger Band thì nó có thể sẽ không chính xác lắm, được chưa ạ? Thế thì cái tín hiệu mà mua đấy là gì ạ? Giá đóng cửa nằm cao hơn giải trên và phá vỡ đường kháng cự. Đấy. Tín hiệu bán là gì ạ? Giá đóng cửa nằm thấp hơn giải dưới và phá vỡ đường hỗ trợ. Thì chúng ta đã biết thế nào là đường kháng cự và thế nào là đường hỗ trợ rồi. Thì chúng ta sẽ xem cái đồ thị của đường Bollinger Band này. Chúng ta sẽ biết là khi nào nên mua và khi nào nên bán, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phát hiện ra tín hiệu mua, tín hiệu bán, hay còn gọi là vùng mua và vùng bán. Nếu mà mình xác định được vùng mua và vùng bán chuẩn và thời điểm mua và thời điểm bán chuẩn thì chúng ta trade coin chúng ta rất là thành công. Từ 1 bit chúng ta có thể sinh thành 5 bit, 10 bit rất là đơn giản trong một thời gian cũng ngắn, chứ không phải là khó đâu ạ. Chứ đừng có lo là bạn phải có vốn nhiều. Thực ra 1 bit bây giờ khoảng 200 đến 250 triệu thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi được. Và chúng ta học, chúng ta sẽ chơi bằng trải nghiệm thì chúng ta có thể tăng lên 5 bit, 10 bit là hoàn toàn khả thi. Bởi vì các bạn biết là một Bitcoin bây giờ nó dao động tầm 8 đến 15% một ngày. Thì nếu mà chúng ta vào lệnh ra lệnh phù hợp thì chúng ta sẽ làm được, đúng không ạ? Ngoài ra thì Bollinger Band cũng có thể được sử dụng để đo lường cái cường độ và hướng đi của xu hướng giá, đấy chứ ạ? Xu hướng giá tăng hoặc là xu hướng giá giảm, đúng không ạ? Thì luôn luôn là sẽ có những cái khuynh hướng là nằm trên hay nằm dưới cái đường SMA20 đó, được ạ? Ví dụ như là xu hướng giá tăng, đúng không ạ? Khi đường giá có cái khuynh hướng là nằm trên nửa của Bollinger Band, đúng không ạ? Đấy, tức là phạm vi giải lúc này nó sẽ là luôn luôn ở giải trên của đường SMA. Và ngược lại thì khi mà xu hướng giảm giá mạnh sẽ xảy ra khi cái đường giá thấp hơn
nửa dưới của đường Bollinger-Bain, đúng không ạ? Và được giới hạn bởi đường SMA20. Đấy, thế thì lúc này đường SMA20 sẽ là đường kháng cự, để cho chúng ta thấy là cái xu hướng giá là nó sẽ có xu hướng là giảm, đúng không ạ? Vâng, thế thì chúng ta cũng sử dụng cái đường Bollinger-Bain này để phân tích rất là nhiều trong cái quá trình trade coin và invest coin. Thì tôi cũng sẽ tiếp tục trình bày với các bạn thêm một số những cái thuật ngữ nữa, nhưng mà tôi sẽ tóm gọn lại, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là Bollinger-Bain này, Fibonacci này, đúng không ạ? SMA20 này, đấy, phân tích nến này, đó là những cái mà chúng ta phân tích kỹ thuật rất là nhiều và bổ trợ lẫn nhau. Rồi thì cái ngưỡng hỗ trợ, rồi thì ngưỡng cản, đấy thì chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ nên mua, nên bán, nên giữ, đúng không ạ? Mua như nào, bán như nào, giữ như nào cho nó phù hợp để chúng ta sinh lời. Các cái video phân tích kỹ thuật tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn và tìm hiểu giúp các bạn về lệnh stop limit, đúng không ạ? Hay là stop loss trong Forex, đúng không ạ? Và cũng có thể hiểu thêm về các cái đánh theo cái phương thức là quyền chọn margin hoặc là landing cho sàn. Thì đây là một số những cái kỹ thuật cũng tương đối là cao cấp, tất nhiên là tôi mang tính giới thiệu để sau đấy thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Những cái này rất là thú vị. Vâng, một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chúc các bạn là trở thành những chuyên gia phân tích và đánh thắng trong thị trường coin này, và xin chúc các bạn trở nên thành công và giàu có hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.